Tổ ong như thế này là tiện cho cái việc để mình thu hoạch mật ong. Và trong tổ ong có khoảng 15 đến 20 ngàn con ong. Và nó có 3 đợt con ong chúa sinh sản được từ 800 cho tới 1.000 trứng. Đó. Và con chúa này nó đẻ nhiều như vậy nhưng mà nó rất là vui vẻ. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần sáp này ra để cái phần mặt phía trong đó, một lát mình đưa vô thùng quay tay mình quay là mặt nó sẽ văng ra. Và cái tổ này vẫn còn y luôn nha. Ở đây mình dùng cái thùng quay ly tâm mình lấy mặt chứ không có dùng tay mình vắt. Thứ nhất á, dùng tay mình vắt mặt á là nó không được vệ sinh, chỉ là con thôi nha. Đây mọi người quay cho mọi người xem. Đó, mấy em bé đừng có đưa tay vô nha. Đó, mặt nó sẽ văng ra thành một bàn nhìn thấy đó. Mình dùng thử cho biết hương vị mặt ong rừng tràm trà sư ở đây rồi vô phía trong em sẽ quay cho mình xem.